Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Hôm nay vẫn là ngày 16 tháng 4 năm 2018. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự lại được đón bác Nghĩa. Vâng, đây bác Nghĩa. Bác đến từ Hưng Yên. Vâng, có về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thẩm âm và sắm cho mình một chiếc Omni Marang 1250. Vâng, hàng vừa về tối hôm qua. Thì bác Nghĩa đã gọi điện đặt hàng. Vâng, hôm nay bác đã về tận cửa hàng thẩm âm cho mình một chiếc Omni. Vâng, trước khi các sản phẩm rời cửa hàng, âm thanh Hạnh cũng sẽ quay để cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc được biết. Vâng, chiếc Omni Marang màu đen 1250. Qua bộ chung cư bộ định chuyển hàng ra thôi, mình không ra nữa, nhưng mà không phải ra thực tế thôi. Vâng, các bác về thực tế cửa hàng để nhận xét những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ với âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vẫn còn rất nhiều các sản phẩm đang chờ những cuộc điện thoại của quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Vâng, còn những cặp loa rất nhiều. Vâng, hàng về liên tục trong các ngày để phục vụ cho quý vị và các bạn với những thú chơi tao nhã. Vâng, âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn thông báo với quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc được biết chiếc Omni Marang 1250 cũng đã có chủ theo bác Nghĩa về Hưng Yên. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.